Hello, xin chào mọi người nha. Mọi người đến với kênh mình. Này mọi người xem đồng lúa bát ngát nè mọi người. Xem là xung quanh là ruộng lúa. Người thấy không? Đó, này bao quanh là ruộng lúa. Rất là đẹp nha mọi người. Nguyên một màu xanh luôn. Mọi người xem. Đi dắt con câu đi câu cá mà xuống đây ruộng rồi mọi người xem mà vậy sao câu. Bích lại trơn này. Ồ bệnh có mấy cái lõm lõm không biết có cá không. Không đâu. Lúa đã mới xạ. Mới mọc mà. Nó chưa được nhiều đâu. Mọi người xem nè. Quá là đẹp luôn nha mọi người. Bữa nay thì mình mời đi, nên mời mình đi cắm cầu mình quay clip cho mọi người xem. Đào trùng thêm mọi người à. Trùng hổ hiếm quá. Cảnh đẹp rất là đẹp nha mọi người. Ở này là sẻo cạn nha, sẻo cạn. Sẻo cạn. Sẻo cạn ở Kiên Giang nha mọi người. Nguyên là mình đi đơn hoa đi ngoài cánh đồng nè. Cánh đồng lúa. Thiệt đẹp luôn. Mọi người thấy không? Đó, mình sẽ vô mình qua vườn ổi mọi người xem nha. Trời ơi bát ngát luôn. Đây là vườn ổi mọi người. Ở đây cũng có trồng lúa, cánh đồng trồng lúa hai bên. Rất là đẹp. Mọi người xem vườn ổi nè. Hai bên mọi người thấy không? Tuyệt vời luôn. Này là ổi nặng ngon lắm mọi người à. Giòn. Mình không có biết tên cái chỗ hay là loại gì. Người xem. Một ổi à, quá trời luôn. Nên mình coi cái trái ổi nào chín chín không của mình à. Bẻ mình ăn thử nha mọi người. Ổi với chanh. Này cái ruộng này cái đợt trước mình có bắt tôm rồi mọi người. Đó, đợt trước mình có quay clip bắt tôm đó, mọi người nhớ không? Đó vườn ổi nè, mọi người thấy không? Bọt ổi bao lại mấy cái bao này nè. Đào lại cho nó nè, ổi chín là mình phát sinh trái nè. Nè, mọi người xem. Ngon thế này. Mọi người xem ổi nè. Hình như bé nè mọi người. Mọi người xem cho ổi nè, ngon không? Đó. Da vàng luôn nè, da nó vàng vàng luôn nè. Mình ăn thử mọi người xem nha. Cầm đi ăn câu hơi khó. Ăn ổi mọi người xem nha. Giòn, ngọt. Ngon lắm mọi người. Nước nữa. Nhiều nước lắm. Đây người ta có trồng dừa nè. Dừa ruộng dưới đây là ruộng nhiều lắm mọi người à. Cho mình thấy ít ít thấy ruộng. Ghê ruộng nhiều lắm. Đó, bên đây ruộng nè. Trồng dừa nè. Đó, đây ruộng đi. Này mà để người ta gặt lúa xong mình nghĩ quay sẽ ok ha. Còn mạ không mọi người. Khi nào mà còn mạ không á thì để cao hơn có cá hơn, rỡ cá quá.
khói à, tắc à, còn có tắc, hiệu quả luôn à, ngon, ổi nha, bự nè, chắc cũng muốn chín gì nè, mình xem, ổi nha mọi người, đó, ổi, quá trời luôn, mình xem, lúa nè. Người xem mà quê mình không cảnh yên bình nha mọi người. Clip mình tới đây chắc kết thúc rồi. Hẹn mọi người ở clip tiếp theo nha. Người thứ hai cho mình xem một like cho kênh kia không mình nha. Tạm biệt mọi người. Nay mình cũng chuẩn bị đi về. Bên đây thì không có chỗ nào câu lý tưởng hết mọi người à. Nên không có clip câu cá, mọi người xem người thông cảm giúp mình nha. Bữa sau mình sẽ cắm câu cá, nuôi cái lót cho mọi người xem mọi người. Bye bye mọi người. Ăn nóc chọi nha.